ngày 8 tháng 12, Ottawa không lo lắng trước lời đe dọa hạn chế xuất khẩu vaccine của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. AstraZeneca tụt lại trong cuộc đua vaccine COVID-19 vì vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Bệnh viện là một trong số các địa điểm đầu tiên được nhận vaccine coronavirus. Tỉnh Alberta áp đặt hạn chế mới để đối phó với số ca COVID-19 lên cao. Cộng đồng bản địa yêu cầu Thủ tướng đưa những người lớn tuổi ra khỏi Samatawa vì số ca COVID-19 tăng cao. Người dân tỉnh BC có thể đăng ký nhận hỗ trợ COVID-19 lên đến 1.000 đô bắt đầu 18 tháng 12. Giá thực phẩm lên cao trong năm sau. Một nửa số cơ sở ăn uống ở Canada có nguy cơ đóng cửa. Air Canada cắt thêm dịch vụ đến Đại Tây Dương Canada vào tháng Giêng. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada ngày 8 tháng 12 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Ottawa không lo lắng trước lời đe dọa hạn chế xuất khẩu vaccine của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Bộ Liên Chính phủ Liên bang Dominic LeBlanc hôm nay cho biết ông không mong đợi nỗ lực của Hoa Kỳ hạn chế các lô hàng vaccine Pfizer ra nước ngoài sẽ có bất kỳ tác động nào đối với nguồn cung cấp ban đầu của Canada. Ông LeBlanc cho biết ông tự tin Pfizer sẽ có thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng để cung cấp hàng triệu liều vaccine cho các quốc gia ở nước ngoài, bất chấp có báo cáo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có ý định hạn chế vận chuyển. Ông LeBlanc nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban COVID-19, đối với những liều thuốc Pfizer chúng tôi hy vọng chúng sẽ bắt đầu đến trong vòng một tuần tới chính phủ đã do dự về việc công khai nơi xuất phát của liều thuốc từ pfizer do lo ngại về an ninh thiếu tướng danny fortin chỉ huy quân sự lãnh đạo hậu cần tiêm chủng tại trung tâm hoạt động quốc gia hôm thứ ba cho biết kế hoạch chạy thử dựa trên giả định rằng các liều thuốc được đến từ nước mỹ canada dự kiến sẽ nhận vaccine được sản xuất tại puer một thị trấn nhỏ ở phía bắc của nước mỹ nơi sẽ sản xuất hàng trăm triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech, đồng phát triển cho thị trường châu Âu, Canada, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong 12 tháng tới. Người phát ngôn của Pfizer nói với CBC News rằng, Công ty cam kết tôn trọng các thỏa thuận với Canada và các quốc gia có lộ trình thu mua để nhanh chóng bảo đảm nguồn cung cấp vaccine. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump cố gắng ngăn chặn các sản phẩm y tế cho Canada trong thời gian xảy ra đại dịch. Vào tháng 4 thì ông đã ngăn 3M có trụ sở tại Hoa Kỳ tiếp xúc với những người mua khẩu trang N95 ở Canada. Các bệnh viện ở Canada sẽ là một trong những cơ sở đầu tiên phát vaccine coronavirus có khả năng sớm nhất là vào tuần tới, theo Thiếu tướng Danny Fortin, cựu chỉ huy NATO đứng đầu quá trình phân phối vaccine. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Ông Fortin cho biết, khi vaccine của Pfizer đến Canada, các tỉnh đã chọn 14 địa điểm ban đầu để tiêm chủng. Ông Fortin nói, các tỉnh đã chọn các địa điểm bổ sung và trong những tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị các địa điểm đó. Chúng được lựa chọn dựa trên các điều kiện do Pfizer đưa ra để người dân Canada có thể tiêm vaccine càng nhanh càng tốt. Giám đốc Y tế công cộng của Canada cũng cho biết thêm rằng những liều vaccine của Pfizer đầu tiên có thể chỉ được tiêm cho những người có mặt tại một trong 14 địa điểm đó. Tiến sĩ Theresa Tam nói rằng việc di chuyển vaccine cuối cùng cũng có thể cho phép nó được đưa đến các địa điểm khác, nhưng thừa nhận rằng nhiều người dân tại viện dưỡng lão sẽ không nhận được liều tiêm ban đầu. Những người dân và nhân viên chăm sóc của viện dưỡng lão nằm trong số những người được ưu tiên tiêm những liều vaccine đầu tiên, nhưng bà Tham nói rằng hầu hết cư dân này không thể dễ dàng di chuyển đến nơi khác. AstraZeneca đã tụt lại trong cuộc đua vaccine COVID-19 vì vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. AstraZeneca và Đại học Oxford còn nhiều việc phải làm để xác nhận liệu vaccine COVID-19 của họ có thể có hiệu quả 90% hay không. Dữ liệu được chuyên viên cùng ngành đánh giá công bố trên tạp chí khoa học The Lancet có khả năng làm chậm quá trình triển khai cuối cùng của vaccine này. Từng được coi là người đi đầu trong việc phát triển vaccine chống lại cuộc khủng hoảng coronavirus, nhóm nghiên cứu của Anh đã bị nhà sản xuất thuốc Hoa Kỳ Pfizer vượt mặt Kết quả chi tiết từ các thử nghiệm AstraZeneca Oxford đã được háo hức chờ đợi sau khi một số nhà khoa học chỉ trích việc thiếu thông tin trong thông báo ban đầu của họ vào tháng trước. Tuy nhiên, nghiên cứu của The Lancet đã cung cấp thêm một số manh mối về lý do tại sao hiệu quả đối với những người tham gia thử nghiệm được tiêm hai liều đầy đủ là 62%, nhưng lên đến 90% đối với một nhóm nhỏ hơn được tiêm một nửa, sau đó là liều đầy đủ. Điều này cần thêm nghiên cứu khi có thêm dữ liệu từ thử nghiệm, nghiên cứu cho biết. Ít hơn 6% những người tham gia thử nghiệm ở Vương quốc Anh sử dụng chế độ liều thấp hơn và không ai trong số họ trên 55 tuổi. Có nghĩa là sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn để điều tra hiệu quả của vaccine ở những người lớn tuổi đặc biệt nhạy cảm với COVID-19. Tổng hợp các kết quả, hiệu quả tổng thể là 70,4%, dữ liệu và thứ ba cho thấy con số đó trên mức tối thiểu là 50% do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đặt ra. Vaccine COVID-19 từ Pfizer và Moderna đã báo cáo mức hiệu quả hơn 90% trong các thử nghiệm giai đoạn cuối. Nhưng vaccine AstraZeneca, Oxford được coi là đặc biệt quan trọng để giải quyết đại dịch ở các nước đang phát triển vì nó sẽ rẻ hơn và dễ phân phối hơn. Min Pengalo, người đứng đầu nghiên cứu và phát triển phi ung thư của AstraZeneca cho biết, các yêu cầu phê duyệt theo quy định trên toàn cầu vẫn có thể được đệ trình trong năm nay. Pengalo cũng cho rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ muốn xem kết quả từ một cuộc thử nghiệm đang diễn ra ở Hoa Kỳ trước khi đưa ra sự chấp thuận của họ. Ông cho biết thêm, kết quả trong các thử nghiệm đang diễn ra có thể cung cấp sự rõ ràng cần thiết mà không cần dùng đến một thử nghiệm mới tốn kém. Và giá thực phẩm được tiên đoán sẽ lên cao trong năm sau. Trung bình mỗi gia đình Canada sẽ phải trả thêm 695 đô la cho thực phẩm vào năm tới khi đại dịch, cháy rừng và thói quen tiêu dùng thay đổi khiến hóa đơn tạp hóa tăng lên mức cao nhất từng được dự đoán. Một báo cáo giá thực phẩm hàng năm cho biết, giá bánh mì, thịt và rau tăng dự kiến sẽ dẫn đến mức tăng giá thực phẩm tổng thể từ 3 đến 5%. Theo báo cáo giá thực phẩm năm 2021 của Canada, một gia đình trung bình có 4 người sẽ phải trả 13.907 đô. Ông Sylvain Chabot, tác giả chính và là giáo sư ngành chính sách và phân phối thực phẩm của Đại học Dalhousie cho biết, đây là mức tăng cao nhất mà chúng tôi từng thấy. Ấn bản thứ 11 của báo cáo giá thực phẩm được xuất bản hàng năm bởi Đại học Dalhousie và Đại học Guelph đã mở rộng trong năm nay bao gồm Đại học Saskatchewan và Đại học British Columbia để tăng phạm vi lên toàn quốc. Các nhà nghiên cứu cho biết COVID-19 sẽ tiếp tục tác động đến giá thực phẩm trong năm tới, với ngành công nghiệp chế biến thịt đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lao động, gián đoạn hậu cần, sự chậm lại của nhà máy thực phẩm và trung tâm phân phối, và sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi giá thịt có thể tăng tới 6,5% nói chung, mức tăng giá lớn nhất có thể là đối với gia cầm, một ngành mà sự cung cấp được quản lý ở Canada. Ông Shapoor cho biết giá gia cầm đã tăng 7% kể từ tháng 7. Đồng thời cho biết thêm rằng khi chi phí sản xuất tiếp tục tăng, giá bán lẻ cũng vậy. Trong khi đó, thì biến đổi khí hậu bao gồm các đợt nắng nóng, băng tan chảy, cháy rừng, lũ lụt và hạn hán cũng sẽ ảnh hưởng đến số tiền phải trả cho thực phẩm trong năm tới. Theo báo cáo, rau có thể bị ảnh hưởng nặng nề với giá dự kiến sẽ tăng tới 6,5%. Phần lớn sản phẩm mà người Canada tiêu thụ đến từ California. Tiểu bang này đã bị tàn phá với một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Trong khi giá các loại cây ăn cũ như khoai tây và cà rốt vẫn ổn định, các loại rau xanh và các sản phẩm dễ hư hỏng hơn như cà chua và dưa leo sẽ đắt hơn. Mức tăng giá lớn nhất có thể đến từ loại rau như bắp cải, súp lơ và măng tay. Trong khi đó thì giá các loại bánh, cũng sẽ tăng tới 5,5%. Ngoài ra báo cáo cũng cho thấy rằng một người đàn ông từ 31 đến 50 tuổi có thể sẽ trả thêm 169 đô la cho thực phẩm vào năm tới, trong khi so sánh với một phụ nữ cùng tuổi có thể trả thêm 152 đô la. Cộng đồng bản địa yêu cầu thủ tướng đưa những người lớn tuổi ra khỏi Samatawa vì số ca Covid-19 tăng cao một cộng đồng First Nations mà chỉ có máy bay mới tới được ở Manitoba, nơi có các ca COVID-19 đang gia tăng, đang kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau giúp đỡ khẩn cấp để di chuyển những người lớn tuổi ra khỏi vùng. Hiện có 264 ca COVID-19 được xác nhận ở Samatawa, một cộng đồng khoảng 1.300 người. Theo một lá thư được gửi hôm thứ Ba bởi trưởng bang Samatawa Eric Redhead và Garrison Setti của tổ chức Manitoba Kiwatinowi Okimakanak, một nhóm vận động chính trị đại diện cho 30 cộng đồng First Nations phía bắc Manitoba. Chỉ vài tuần trước, vào giữa tháng 11, chỉ có một số ít trường hợp mắc bệnh tại khu vực này, cách Winnipeg, khoảng 745 km về phía đông bắc. Lực lượng vũ trang Canada đã thông báo hôm thứ Bảy rằng họ sẽ triển khai 6 lực lượng kiểm lâm Canada để giúp đỡ cộng đồng này năm thành viên của hội chữ thập đỏ cũng được điều động vào cuối tuần. Nhưng ông Red Hat và Sati cho biết, vấn đề rất cấp bách và đang kêu gọi Thủ tướng Trudeau giúp vận chuyển người cao niên đến các cộng đồng gần dịch vụ y tế hơn. Vì nằm ở vùng xa xôi của Samatawa có nghĩa là cộng đồng phụ thuộc rất nhiều vào trực thăng y tế để vận chuyển mọi người nếu họ gặp bất kỳ khó khăn nào về sức khỏe Tuy nhiên, bây giờ đã là tháng 12, thời tiết không thể đoán trước được và không phải lúc nào máy bay cũng có thể hạ cánh an toàn. Đây là một thảm họa đang trực chờ xảy ra, bức thư cho biết. Hàng chục người trong cộng đồng hiện đang cách ly ở những nơi khác và khoảng 20 người đang bị cách ly trong nhà thể dục trong khu vực. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp các tỉnh tỉnh Alberta sẽ áp dụng các biện pháp mới nghiêm ngặt trong nỗ lực hạn chế tỷ lệ nhiễm COVID-19 tăng vọt, bao gồm quy định khẩu trang bắt buộc trên toàn tỉnh và đóng cửa dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng và quán bar. Tỉnh cũng sẽ cấm tất cả các cuộc tụ họp xã hội ngoài trời và trong nhà và áp đặt các biện pháp bắt buộc làm việc tại nhà. Cả lệnh đeo khẩu trang và lệnh cấm tụ tập xã hội sẽ có hiệu lực ngay lập tức, còn các biện pháp làm việc tại nhà và các hạn chế mới khác sẽ có hiệu lực vào nửa đêm Chủ nhật. Hôm thứ ba, tỉnh báo cáo 1.727 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Tỉnh Manitoba đã mở rộng các hạn chế COVID-19 sâu rộng của mình sang năm mới, có nghĩa là các cuộc tụ tập trong kỳ nghỉ sẽ không được cho phép. Thông báo này được đưa ra khi tỉnh báo cáo 245 ca mắc bệnh mới và 13 ca tử vong, tỷ lệ dương tính với xét nghiệm của tỉnh là 13,3%. Đồng thời, các quan chức bổ sung một số ngoại lệ đối với lệnh y tế của tỉnh, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm lái xe vào nhà thờ. Ngoài ra, các cửa hàng bán hàng giá rẻ sẽ được phép mở và bán các mặt hàng không thiết yếu, đồng thời cho phép các dịch vụ chăm cứu và nắng xương được hoạt động. Tính đến tối thứ Ba, Canada ghi nhận thêm 5.978 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 429.035 ca. Trong số đó có 71.005 ca còn bệnh đang được theo dõi và điều trị trên khắp Canada, có 12.867 tử vong cho đến nay. Tỉnh British Columbia đã báo cáo 566 trường hợp mới và thêm 16 trường hợp tử vong vào thứ ba. Số người nhập viện đã tăng lên 352 người, mức cao nhất của tỉnh kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tỉnh hôm thứ hai đã mở rộng các hạn chế COVID-19 đến ngày 8 tháng 1 bao gồm lệnh cấm tiếp đón hoặc thăm những người từ các hộ gia đình khác nhau với rất ít trường hợp ngoại lệ. Tỉnh Saskatchewan báo cáo 183 ca COVID-19 mới vào thứ Ba và thêm 6 ca tử vong, mức tăng cao nhất trong một ngày về số người chết của tỉnh kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong số ca tử vong có một người ở độ tuổi 30 từ vùng Bắc Trung Bộ, Tỉnh Ontario thì báo cáo thêm 1.676 ca nhiễm COVID-19 mới và 10 ca tử vong. Tỉnh đang có kế hoạch phát hành thẻ làm bằng chứng tiêm chủng cho những người đã được tiêm vaccine COVID-19. Bộ trưởng Y tế Christine Elliott nói, điều đó sẽ rất quan trọng đối với mọi người vì mục đích du lịch hoặc công việc đến rạp hát, rạp chiếu phim hoặc bất kỳ nơi nào khác mà người ta phải tương tác với nhau một khi giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch đã trải qua. Bà Elliot cũng nói rằng việc tiêm chủng sẽ là tự nguyện, nhưng những người từ chối tiêm chủng có thể bị cấm tham gia một số hoạt động. Tỉnh Quebec báo cáo 1.564 ca mắc COVID-19 mới và thêm 36 ca tử vong khi tỉnh phải giải quyết các ca bệnh COVID-19 và áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe gia tăng. Thủ hiến François Legault cho biết chính phủ của ông không loại trừ việc thực hiện thêm các hạn chế. Tại Đại Tây Dương Canada, Prince Edward Island báo cáo không có ca COVID-19 mới nào. Newfoundland có một ca mới, Nova Scotia có 7 ca nhiễm mới, New Brunswick có 5 ca nhiễm mới. Tại phía Bắc, Yukon và Nunavut báo cáo một ca bệnh mới ở mỗi vùng. Air Canada tuyên bố cắt thêm dịch vụ đến Đại Tây Dương Canada vào tháng Giêng Air Canada sẽ cắt nhiều đường bay hơn ở Đại Tây Dương Canada bắt đầu từ năm mới do đợt nhiễm COVID-19 lần thứ hai. Từ ngày 11 tháng 1, hãng hàng không cho biết họ sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay ở Sydney, Nova Scotia và St. John, New Brunswick, cùng với việc tạm dừng các tuyến ở Deer Lake, Newfoundland, Charlottetown, Fredericton và Halifax. Peter Fitzpatrick, phát ngôn viên của Air Canada cho biết, quyết định này không được thực hiện một cách nhẹ nhàng và chúng tôi rất tiếc về ảnh hưởng đối với khách hàng và đối tác, nhưng ngày càng khó khăn để tiếp tục hoạt động trong môi trường đầy thách thức này mà không có hỗ trợ tài chính cụ thể từ chính phủ. Vào tháng 10 thì hãng hàng không WestJet cho biết họ đã đình chỉ 80% công suất của đường bay đại Tây Dương Canada. Các hãng hàng không đã cắt giảm dịch vụ khi nhu cầu của hành khách giảm, khiến Air Canada phải chuyển đổi một số máy bay sang vận chuyển hàng hóa ngành hàng không đã kêu gọi sự hỗ trợ của liên bang trong nhiều tháng. Chính phủ liên bang tuần trước đã công bố hỗ trợ cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bao gồm sân bay và khách sạn, nhưng không cung cấp viện trợ cụ thể cho các hãng hàng không. Daniel Robert Gooch, Chủ tịch Hội đồng các sân bay Canada, cho biết việc không có phản ứng có chủ đích từ chính phủ liên bang đã có phần vào việc cắt giảm của Air Canada. Derek Stanford, chủ tịch Hiệp hội sân bay tại Đại Tây Dương và giám đốc điều hành của sân bay St. John, cho biết đợt cắt giảm lớn thứ ba trong 6 tháng qua này đang giảm dịch vụ của họ xuống mức không bền vững. Các sân bay khác trên cả nước đã thực hiện cắt giảm mạnh chi phí hoạt động vì thiếu nguồn thu phí. Ông Stanford cho biết, ngành của chúng tôi không thể tồn tại và hoạt động trong những điều kiện này và chúng tôi đang chứng kiến tình huống xấu nhất xảy ra ở đây ngày hôm nay điều này sẽ có tác động rất lớn đến nền kinh tế khu vực đến khả năng kết nối lại của các gia đình đến việc di chuyển của những người lao động thiết yếu cũng như các nhân viên sân bay và các doanh nghiệp một nửa số cơ sở ăn uống của canada có nguy cơ đóng cửa khi chủ sở hữu của bistro nola nhìn xung quanh phòng ăn trống họ không thể không nghĩ về việc nhà hàng đã từng như thế nào vào thời điểm này năm ngoái. Ông Chris Emmer, đồng chủ sở hữu cho biết gần như đêm nào cũng đầy, mỗi đêm đều là tối thứ bảy đối với chúng tôi. Nhà hàng này ở Montreal đang cung cấp dịch vụ mang đi và giao hàng tận nơi, nhưng họ phát triển chủ yếu nhờ trải nghiệm tại phòng ăn. Doanh số bán hàng giảm từ 60 đến 70% và nhà hàng không có hy vọng rằng họ sẽ có thể mở cửa ít nhất là cho đến mùa xuân. Theo một cuộc khảo sát gần đây do tổ chức nhà hàng Canada thực hiện, có 48% nhà hàng độc lập quy mô vừa và nhỏ sẽ đóng cửa vĩnh viễn trong vòng 6 tháng nếu họ không thể mở cửa trở lại và nếu các chương trình cho vay hết hạn. Ngoài ra thì có đến 80% nhà hàng đang thua lỗ hoặc hầu như không hoạt động và 10% trong số đó đã đóng cửa vĩnh viễn. Ở Quebec, phần lớn các phòng ăn của nhà hàng đều đóng cửa và dự kiến sẽ không mở cửa trở lại đến ít nhất là ngày 11 tháng 1. Thủ hiến Quebec François Legault cho biết, ngay bây giờ, các cơ quan y tế công cộng đang yêu cầu chúng tôi đóng cửa nhà hàng vì họ cho rằng nhà hàng là những nơi có nguy cơ lây truyền virus. Nhưng tổ chức nhà hàng Canada đang yêu cầu bằng chứng những gì chúng tôi yêu cầu là cho chúng tôi xem dữ liệu chứng minh một cách khoa học rằng nhà hàng là một vấn đề về mặt truyền nhiễm cộng đồng bởi vì cho đến nay không ai có thể cho chúng tôi thấy điều đó kể cả ở quebec hay các tỉnh khác ông david lefebvre phó chủ tịch của tổ chức này cho biết hiệp hội cũng đang kêu gọi chính phủ liên bang thành lập một nhóm đặc nhiệm bao gồm các thành viên của họ và công chức nhà nước để thảo luận về cách khởi động lại ngành Người dân tỉnh BC có thể đăng ký nhận hỗ trợ COVID-19 lên đến 1.000 đô la bắt đầu 18 tháng 12. Chính phủ tỉnh BC đã ban hành luật vào hôm thứ Ba để bảo đảm tài trợ cho khoảng 3,7 triệu người dân British Columbia nhận phúc lợi phục hồi miễn thuế của tỉnh BC. Theo tỉnh bang, tất cả những người đủ điều kiện trong tỉnh sẽ có thể bắt đầu đăng ký tài trợ bắt đầu từ ngày 18 tháng 12. Các gia đình có thu nhập dưới 125.000 sẽ đủ điều kiện nhận 1.000 đô và các gia đình có thu nhập lên đến 175.000 sẽ nhận được một số tiền ít hơn. Các gia đình đơn thân cũng có thể nhận các khoản phúc lợi này. Những người độc thân kiếm được dưới 62.500 đô la, đủ điều kiện nhận khoản thanh toán 500 đô la, và những người có thu nhập lên đến 87.500 đô la sẽ nhận số tiền ít hơn. Theo tỉnh bang, người dân British Columbia đang nhận hỗ trợ thu nhập và trợ cấp khuyết tật cũng sẽ đủ điều kiện nhận phúc lợi này. Những người đang nhận một trong hai hình thức hỗ trợ trên, cũng như những người cao niên có thu nhập thấp, sẽ nhận được khoản trợ cấp bổ sung là 150 đô la mỗi tháng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. Phần bổ sung sẽ tự động được thêm vào chat phát hành trong những tháng đó. Để đủ điều kiện nhận tiền, thì người nộp đơn phải là cư dân BC trên 19 tuổi và đã nộp tờ khai thuế năm 2019. Các ứng dụng trực tuyến sẽ mở vào ngày 18 tháng 12 và bắt đầu từ ngày 21 tháng 12. Hỗ trợ qua điện thoại sẽ mở theo số toll free 1833 882 0020 từ thứ hai đến thứ sáu từ 7 h 30 sáng tới 5 giờ chiều. Người dân có đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 để nộp đơn xin trợ cấp này. những người tham gia tiệc tùng cố tình làm trái các quy tắc COVID-19 đối mặt với khoản phạt 1.000 đô la ở tỉnh Quebec. Cảnh sát tỉnh Quebec cho biết ít nhất 15 người đã tham dự một bữa tiệc tại nhà nhằm mục đích cố tình bỏ qua các hạn chế COVID-19 trong một cộng đồng ở miền Tây Quebec vào cuối tuần trước sẽ bị phạt 1.000 đô la. Các sĩ quan đến bữa tiệc ở khu Grandville, Sur La một đô thị giữa Montreal và Ottawa, vào khoảng 10 giờ tối thứ Bảy sau khi nhận được khiếu nại Người tổ chức bữa tiệc, ông Steve Shalane nói rằng bốn sĩ quan đã lấy giấy tờ tùy thân và biển số xe của ông. Ông mô tả chuyến thăm của cảnh sát là một cuộc thăm dò xã giao và nói rằng các sĩ quan không cố gắng giải tán bữa tiệc. Ông Shalane nói rằng cuộc tụ tập nhằm mục đích gây hấn với chính quyền Hành động này đối phó với quyết định của Thủ hiến François Leclerc tuần trước về việc hủy bỏ tù hợp vào dịp Giáng sinh để ngăn chặn sự gia tăng các ca bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ít nhất 15 người sẽ bị phạt 1.000 đô la mỗi người, trung sĩ Mark Tassier nói. Cộng thêm các khoản phí để trang trải chi phí xử lý mỗi vé phạt, chi phí thực sự cho mỗi người có thể lên tới gần 1.500 đô la. Sau đây là tin tức cập nhật về đồng đô la Canada và giá vàng. Đô la Canada giảm trước chính sách tiền tệ ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada. Đồng đô la Canada đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba, giảm trở lại từ mức cao nhất trong hơn 2 năm trước đó. Nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang quyết định chính sách của Ngân hàng Canada vào thứ Tư. Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ giữ lãi suất chuẩn ở mức thấp kỷ lục 0,25%, nhưng có thể bình luận về sức mạnh gần đây của đồng Luni. Vào tháng 10, thì Ngân hàng Trung ương đã giảm chương trình mua trái phiếu xuống còn 4 tỷ đô la mỗi tuần từ 5 tỷ đô la đồng đô la Canada giảm 0,2% xuống mức 1,2817 so với đồng bạc xanh, tương đương 78,02 cent Mỹ. Đầu ngày, đồng tiền này đã chạm mức mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 5 năm 2018 ở mức 1,2767. Nhà đầu tư thì ủng hộ sự lạc quan rằng việc triển khai vaccine COVID-19 sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2021. Đồng tiền mạnh hơn có thể làm giảm nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Canada. Một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada là dầu mỏ. Mặt hàng này đã mất điểm vào thứ ba khi California tăng cường việc ngăn chặn đại dịch qua mùa giáng sinh cũng như số ca bệnh tăng cao ở Mỹ và châu Âu. Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã giảm 0,4% ở mức 45,60 đô la Mỹ một thùng, trong khi đồng đô la Mỹ tăng giá so với nhóm tiền tệ chính. Sau đợt bán tháo xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm vào tuần trước, lợi suất trái phiếu chính phủ Canada giảm, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2,8 điểm cơ bản xuống 0,739%. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7808 đô la Mỹ theo Bank of Canada. Trong khi đó thì giá vàng đạt đỉnh cao nhất trong 2 tuần khi nhà đầu tư đặt cược vào hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ. Vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần vào thứ ba, thúc đẩy bởi đồng đô la giảm giá và kỳ vọng ngày càng tăng về các biện pháp kích thích tài chính của Hoa Kỳ để chống lại tác động kinh tế của các ca bệnh coronavirus gia tăng. Vàng giao ngay tăng 0,2% lên mức 1.866,76 đô la Mỹ một ounce. Vào lúc 10 giờ 23 sáng giờ Eastern, Trước đó thì nó đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng 11 ở mức 1875,07 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% ở mức 1871,60 đô la Mỹ một ounce. Rõ ràng là Quốc hội Mỹ phải thông qua một số hình thức kích thích tài khóa. Chi tiêu tài khóa nhiều là xu hướng khả quan cho vàng. Thị trường dường như đang dự đoán một gói tài chính ngay cả khi chỉ là tạm thời. James Steele, trưởng phân tích kim loại quý tại HSBC cho biết trong một ghi chiếu, vàng vốn được coi là hàng rào chống lại lạm phát và giảm giá tiền tệ đã tăng hơn 23% trong năm nay, hưởng lợi từ lãi suất gần bằng 0% và nguy cơ lạm phát cao hơn có thể xảy ra do kích thích lớn trên toàn cầu. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 8 tháng 12 do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel rất mong tiếp tục được nhận sự hỗ trợ của các bạn bằng cách subscribe và chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như để chương trình có thể được tiếp tục mời các bạn cũng nhấn nút chuông kế bên để được nhận các thông báo video tin tức tiếp theo kênh culture channel của chúng tôi có các video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa du lịch ẩm thực tư vấn về di dân di trú canada về sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần mời các bạn đón theo dõi nhé mong được nhận các ý kiến đóng góp của các bạn chúc các bạn mạnh khỏe và bình an xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt